biết là quan điểm. Hello mọi người nhá, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta set màu sau đấy Mark 2. Trước trên kênh mình có một cái clip rồi, nhưng mà lần trước thì mình mượn máy đấy không được lâu, và hôm nay thì cũng là một buổi cũng không được lâu nữa, tại vì là sắp phải chia tay anh Hà rồi. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một cái bài setup picture style cho sáu lưỡi Mark 2 nhá. Chiếc sáu lưỡi Mark 2 này thì cũng gắn bó với mình được khoảng 5 tháng à. Và hôm nay thì mình có cơ hội để, thật ra thì mọi hôm thì cũng bảo mọi người bảo là setup cho máy, nhưng mà mình cũng không có nhiều thời gian. Nhưng hôm nay thì mình sẽ setup cho anh em cùng xem nhá. Tại sao lại phải setup màu, và setup màu có ảnh hưởng gì đến cái ảnh chúng ta chụp không? Thì mình xin nói với anh em là không ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà chúng ta setup tốt, với lại chúng ta đi chụp, chúng ta cân bằng ánh sáng tốt ấy, thì ảnh sẽ rất là đẹp. Và chúng ta khi mà bây giờ, đa số bây giờ chúng ta sẽ cần ảnh đẹp trước khi mà chúng ta bỏ vào Photoshop và chúng ta chỉnh sửa nhá. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn anh em, chúng ta sẽ setup màu và chất lượng ảnh. Ở đây thì trên cái chiếc 6D Mark 2 của mình này ấy, thì để cho phép chúng ta chụp RAW. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển vào chế độ chụp HDR thì gần như là không cho chụp RAW nhá. Anh em sẽ tắt cái HDR cho mình. Tắt HDR cho mình nhá. Anh em sẽ đi bù cho mình đi. Đó. Ok, và chúng ta sẽ back ra ngoài. Nói chung là chiếc 6D 2 này có màn hình cảm ứng rất là tiện lợi. Ok, và anh em sẽ chuyển về tab chất lượng ảnh. Ở đây thì anh em để RAW cho mình nhá. Khuyên anh em nên để RAW. Để RAW cho tốt nhất, chất lượng ảnh tốt nhất nhá. Và có thể là nên mất thẻ nhớ của chúng ta dư giả một chút xíu thì anh em để RAW VL nhá. Và chúng ta sẽ chọn ở cái phần image review ở bên dưới là 2 giây. Anh em để chất lượng RAW VL cho mình nhá. Và chúng ta sẽ chuyển sang tab thứ hai. Tab thứ hai thì anh em phần white balance ấy. White balance thì anh em để cho mình bình thường ngoài trời ấy, thì anh em để cho mình khoảng tầm 5200 nhá. Đây là nhiệt màu căn bản anh em nhé, nhiệt màu khi mà chúng ta chụp ở thời tiết bình thường, ánh sáng bình thường. Còn nếu mà chụp buổi chiều thì anh em để cho mình khoảng 6000 cái 7500 nhá. Còn nếu mà gần tối hẳn thì anh em để cho mình lên 8000 đến 10000 nhá. Thì nếu mà chúng ta chụp ánh sáng như của hoàng hôn ấy, hoặc là bình minh, anh em để cho mình nhiệt màu cao một chút xíu để chúng ta cho ra tấm hình chúng ta nó ấn tượng hơn và thực hơn nha anh em nhá. Còn cái phần bảng ám màu này thì mình xin chia sẻ với anh em, đó là khi mà chúng ta chỉnh sửa cái phần bảng ám màu này ấy, anh em chúng ta sẽ tùy vào những cái yếu tố ánh sáng và màu sắc để chúng ta cân bằng chỉnh làm sao cho cái màu sắc nó đẹp hơn. Ở đây thì nếu mà chúng ta chụp vào điều kiện bình thường thì anh em không để cái gì, mình sẽ là không để gì. Còn nếu như mà để chế độ mà bình thường chúng ta chụp trong rạp đỏ thì anh em cộng xanh vào cho mình này. Đó. Còn nếu mà chế độ mà trong rạp mà đỏ ấy thì anh em cộng xanh nhá. Xanh bên này này anh em này, xanh tím bên này. Còn nếu như mà rạp xanh thì anh em cộng đỏ tím vào cho mình nhá. Đó. Còn nếu mà ánh sáng vàng thì anh em cộng sang bên này cho mình. Đây. Đây là ba cái thủ thuật chính. Còn nếu mà anh em mà thấy nó vàng với lại nó tím quá thì anh em cộng sang bên đỏ cho mình, đỏ với xanh nhá. Đấy, anh em cứ hình dung đối lập nhau. Đây, mình sẽ chia sẻ với anh em. Đây là đối lập nhau này anh em kéo lên trên này. Đó, và bên này cũng vậy. Thì chúng ta sẽ có bốn hướng ánh sáng đối lập nhau để anh em kéo cái phần ám màu nó sao cho nó đúng chính xác. Còn nếu bình thường không có thì anh em để cái phần giữa cho mình. Là ok nhá. Còn cái phần color space này, cái không gian màu ấy thì anh em để cho mình là Adobe RGB nhá. Adobe RGB nhá, tại vì là chúng ta sẽ chỉnh sửa phần Adobe này về chỉnh sửa trên Photoshop nó sẽ cho cái màu sắc nó sâu hơn. Rồi tiếp đến phần picture style. Picture style thì có thể là bình thường anh em sẽ hay chụp, nếu mà chúng ta chụp ảnh cưới chân dung thì anh em để portrait cho mình nhá. Portrait thì ở đây mình để là độ led ấy, thì anh em bấm vào cái info trên này. Đó. Ở đây thì anh em chọn cái phần sharpen, thì anh em chọn cái sharpen thì anh em để cao cho mình, cao hoặc là thấp. Thì ở đây thì trung bình thì mình để khoảng 5 thôi. Thì anh em nếu mà anh em nào mà cảm thấy ống kính của mình nó không được led chính xác thì anh em để 7 cho mình, nó led tốt nhất nhá. Rồi tiếp đến nữa là phần mình chỉ để cái phần strength này thôi nhá, còn những cái phần khác thì gần như mình không sử dụng. Còn cái contrast ấy thì
dòng máy cá lông thường thì nó sẽ hay bị chết vùng đen, thì anh em trừ một mình cho mình một cái con chat đi để chúng ta về cứu vùng đen cho dễ. Saturation thì tùy vào cái điều kiện thời tiết và từng thời điểm ánh sáng. Nếu như mà anh em mà chụp vào thời tiết mà nó tối quá thì anh em cộng cho mình một cái saturation lên. Còn nếu mà trời nắng gắt quá anh em trừ cho mình một cái đi nha. Đấy. Ok. Và phần color tone. Color tone này thì nó sẽ cộng hưởng một chút xíu màu sắc khi mà chúng ta chụp mà ánh sáng, chúng ta chụp ánh sáng vàng này anh em trừ cái phần color tone này đi cho mình một vạch. Còn nếu mà nó bị xanh hoặc là nó bị đỏ ấy, đỏ kiểu đỏ tím thì anh em cộng cho mình một vạch nhá. Bởi vì đây nó sẽ là một bên là cộng sang bên này, nó sẽ là màu tím cộng sang bên này nó sẽ là màu vàng. Đó. Đây là cái phần mà mình set màu cho cái máy khi mà người ta chụp chân dung nhá anh em nhá. Đây. Thông số anh em nhìn kỹ nhá. Đó. Chụp như này thì cho ra màu rất là đẹp. Còn những cái profile khác, những cái picture style khác gần như mình không sử dụng tới nhá. Mình sẽ chọn profile và long expose, long exposure, long resolution, thì cái này nó là cái xử lý nhiễu, thì mình off hết tất cả. Nếu mà chúng ta muốn cái ảnh của chúng ta chất lượng tốt nhất thì mình off hết. Và cái phần high ISO speed này thì mình cũng off luôn, mình không có để. Và phần highlight tone thì mình sẽ để là D cộng. Còn nếu mà anh em nào muốn chụp ở ngoài trời thì anh em tắt phần D cộng đi, để ISO 100 nhá. Còn nếu mà chúng ta chụp D cộng ấy thì chỉ có ISO 200 mà thôi. Đây mình sẽ thử cho anh em coi. Đây, mình sẽ thử, mình sẽ cho anh em xem nhá. Đây, cái phần ISO này thì mình chỉ có được là 200 thôi. Chúng ta sẽ không thể là mà hạ ISO thấp hơn đấy. Chính vì thế cho nên là anh em cần tắt cái phần D cộng này cho mình. Anh em tắt cái phần D cộng đi thì chúng ta mới có thể để ISO 100 được nha. Đây anh em có thể nhìn thấy không? Đây, cho xa là tính để cho anh em nhìn thấy. Đây, ISO chúng ta có thể cho nó 100 được này. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Đây, ISO 100 nha. Rồi. Và tiếp theo nữa là đó là cái phần Multi Expose. Thì đây chính là cái phần mà chụp chồng hình nhá anh em. Cái phần chụp chồng hình này thì 6D Mark II cho phép chúng ta chụp tối đa là 9 khung hình trên 1 giây. À, 9 khung hình trên 1 tấm hình nó chồng lại với nhau. Nhưng thực tế ra thì mình chỉ chụp 2 hoặc 3 khung hình thôi. Và cái phần Multi Expose này thì anh em khi mà anh em muốn chụp chồng hình anh em ấn Enable lên cho mình. Và chiếc 6D Mark II này, 6D này cho phép anh em chúng ta chụp live view, còn trên Nikon thì chúng ta không chụp live view được. Và trên này nó có hai chế độ chụp chồng hình anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn cái chế độ ở bên dưới. Ok. Và cái phần dưới cùng là cần phần chụp liên tiếp. Thì ở đây thì mình bình thường nếu mà chúng ta căn chính xác thì chúng ta để một shot thôi. Còn nếu mà căn không chính xác thì anh em để là liên tục nhá. Đấy, tiếp tục. Ok. Rồi. Ok nhá, mình vừa mới nói đến phần Multi Expose nha anh em. Tiếp theo nữa đó là cái phần khung hình. Thì chỗ này thì anh em có thể đặt tùy chọn anh em thôi. Có thể là 16:9 hoặc là 3.2 hoặc 4.3. Thì đây mình để 3.2 để chúng ta vừa khi mà chúng ta chụp hình ấy, thì anh em đặt 3.2 nhá. Rồi. Live view thì cái phần live view này thì chúng ta enable lên thôi, tại vì là nếu mà chúng ta tắt đi ấy, thì chúng ta sẽ không bật được lên. Đây chúng ta không có tác dụng. Anh em ấn thế không có tác dụng luôn. Thì đây phần live view anh em bật lên cho mình nhá, enable lên cho mình để chúng ta bật được live view. Đó. Ok. Rồi. Mình sẽ chia sẻ thêm với các anh em đó là những cái điểm LED để chúng ta lấy LED nhanh ở trong cái máy của chúng ta nhá. Thì ở đây anh em ấn vào chữ Q, anh em ấn chữ Q ở trên cái màn hình này, và anh em ấn ở trên cái lúm ở trên này, ở bên trên chỗ cái phím này có một cái lúm này. Đó. Thì anh em ấn vào info cho mình trước này. Đầu tiên thì anh em ấn vào info cho mình nhá. Đó. Đây. Ở trong máy mình sẽ không cắm cạn và anh em ấn vào cái phần AF này cho mình này. Đấy. Anh em ấn vào phần AF này nhá. Đây, anh em ấn vào phần cái núm trên này. Đó. Bình thường màn hình chúng ta sẽ như vậy. Sau đó anh em muốn chọn điểm nét anh em ấn vào đây. Đây, anh em ấn phím này nhá. Đó.
và anh em ấn vào phần đây, phía bên trên này có một cái lúm này, lúm nhỏ xíu này, đấy, nhỏ xíu ở chỗ cái cò bấm này nhá. Và ở đây thì anh em bấm vào cái lúm nhỏ xíu này, đây nó sẽ có chế độ là 9 điểm nét. Ở đây thì mình hay để chế độ 9 điểm nét ở trên này nhá. Cái phần Select Zone AF này thì ở đây anh em có thể di chuyển những điểm nét 45 điểm nét ở trên 6D Mark 2 thì anh em có thể nhìn thấy nó hiển thị toàn bộ ở đây rồi nhá. Ở đây thì mình toàn để nét trung tâm thôi, gần như là mình không để nét những điểm khác. Còn nếu như mà anh em nào mà muốn nét kiểu dạng đơn ấy, anh em đặt chọn vào từng cái menu cho mình đó, thì tùy tâm mọi người thôi. Ở đây thì mình sẽ để là cái phần chính điểm nét ở đây, hoặc là đơn điểm nét đó là một điểm thôi, hoặc là ở trên này là một điểm AF ở phần giữa, chính giữa. Thì mỗi anh em sẽ có một cái cách thích để nét khác nhau, nhưng mà một số anh em thì không biết được là chọn cái điểm nét này ở đâu. Và khi mà chúng ta chọn ấy thì anh em có thể là khi mà anh em muốn di chuyển điểm nét đó, hoặc chúng ta bố cục của tấm hình ấy, thì chúng ta di chuyển điểm nét bằng cách là anh em ấn vào cái núm ở trên này, nhân là bước cái núm này này, và chúng ta sẽ di chuyển những điểm nét ở trên màn hình. Anh em có thể di chuyển này, đấy, sang trái, sang phải, lên xuống, thì anh em bố cục tấm hình nó dễ hơn. Ví dụ như đây tôi muốn bố cục một tấm hình ở bên trái hạn thì tôi sẽ chuyển điểm nét sang bên này, thì chủ thể làm ở đây, thì bên kia là cái background hoặc là phạm kỳ nhá. Và chúng ta sẽ truy cập nhanh các chế độ ở trên này. Thì đa số ấy, các chế độ ở trên máy ấy, thì mình chỉ sử dụng chế độ M thôi, còn những chế độ khác thì mình không sử dụng đến, gần như là không bao giờ sử dụng chế độ khác. Thì mình khuyên tất cả anh em là nên sử dụng chế độ M nhá, chế độ M cho chúng ta, cho là tấm hình nó, chúng ta có thể quản lý tấm hình nó tốt nhất. Ok, như vậy là vừa rồi mình vừa mới hướng dẫn anh em setup màu cho 6D Mark 2 và một số cái thủ thuật nhanh nhá. Thì anh em nhớ sub kênh, ủng hộ, like và share của mình nhá. Xin chào mọi người, hẹn anh em trong các cái clip lần sau nhá. Bye bye mọi người.